Đầu tiên là để ý bạn số 2. Thứ hai, tại vì bạn có mái tóc rất là đặc biệt dài, cho nên thì nghĩ bạn ấy có thể là hát trong nhạc cải lương, bolero. Và cái dáng đứng của bạn ấy cũng vậy nữa, và càng tinh hơn là bạn ấy là cái cải lương. Hay quá.
đó là ca sĩ bí ẩn số 2. Với giọng hát là ngọt ngào, là trẻ nè. Em hãy giới thiệu đi, em là ai? Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin phép chào anh Vũ Mạnh Cường, chào bốn anh chị nghệ sĩ của hai đội chơi, cũng như là quý vị khán giả, một lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Dạ, em tên là Biện Thị Kim Thuy, năm nay em 22 tuổi. Dạ, em mê vòng cổ từ khi nào? Dạ, em nghe vọng cổ từ lúc em còn rất là nhỏ rồi. Chắc là trong bụng mẹ đã được nghe. Dạ, em có ông nội và chú của em thì là thầy đờn. Dạ. Là liên quan tới đờn ca đệ tử đó. Dạ, đúng là rồi. Con nhà nòi đó. Dạ. Bây giờ thì em hãy chia sẻ, em đến đây với vai trò là gì? Dạ. Dạ, kính thưa bố anh chị. Đúng không? Dạ, em hôm nay em đến đây với vai trò là sinh viên ạ. Là không phải ca sĩ, không phải nghệ sĩ mà là sinh viên. Dạ, em là hiện tại đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Văn Hiến, khoa Kinh tế Quản trị ạ. Nếu mà chị chọn nữ thì vẫn không loại em. Dạ. Tại vì thường thường mà cái chuyện gì mà chưa xảy ra là dạ không bao giờ dám đúng chấp rồi. Nhận không, cái đó anh xác nhận là dạ đúng, tại vì tụi anh muốn giữ ca sĩ nữ đó lại, anh cảm thấy đây là ca sĩ hát bolero hoặc là hát dân ca gì đó. Chắc chắn luôn tụi anh xác định trong đầu là vậy. Thức ơi là từ đầu tới cuối là binh dạ 100%. Thật ra Thức là cái tên để mà thức tỉnh nè. Dạ, anh thức tỉnh đi, đừng có gì, đừng có anh mê dại nữa. Dạ. Đi ngủ luôn quá chứ thức gì nổi nữa. Cảm ơn em quá trời dễ thương, giọng cũng dễ thương nữa. Rồi, bye bye. Cảm ơn em. Chào em nha. Dễ thương quá Như vậy là qua hai vòng, đội chủ nhà vẫn bảo toàn số điểm của mình là 10.000 điểm. Chúc mừng nha. Chúc mừng. Dạ, và cô gái đã cùng với đồng đội của mình bị trừ đi 2.000 điểm, còn 8.000 điểm. Chúc mừng nha, chúc mừng.